Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm một món ăn, đó là vịt trời hấp lá mốc mật nha các bạn nhé. Đây là những con vịt trời đã làm sạch rồi các bạn ạ, rửa sạch bằng nước muối các bạn nhé, chia đấy để ráo nước. Và bây giờ mình sẽ cho vào bên trong cái phần bụng của con vịt trời này khi mà đã để như thế này nhé. Các bạn sẽ trộn gia vị vào để mình ướp khi con vịt trời này đã. Đây là các bạn chuẩn bị cho mình một cái bát và mình sẽ cho hạt lêm, 2 thìa hạt lêm, 4 con vịt trời, bột canh, muối bột canh các bạn cho mình 2 thìa. Các bạn ăn bột ngọt sẽ cho 1 thìa bột ngọt và tiêu nhé, 1 thìa tiêu. Mình sẽ trộn đều lên để mình cho vào trong bụng nó và mình sát lên phần trên của bụng con vịt trời nhé. Đây các bạn, khi mà ta đã ấy xong nhé, các bạn sẽ ướp vào cái phần này, trên bề mặt của con vịt trời. Vịt trời thì chúng ta có thể mua nhé, vì bây giờ ấy, họ nuôi rất là nhiều ấy, chứ không phải là vịt trong tự nhiên mà có ít lắm các bạn ạ. Chủ yếu là vịt họ nuôi ở những cái trang trại như vịt ấy. Và phần bên trong bụng các bạn cũng cho vào cho mình nhé. Phần bụng này. Đây các bạn, để hấp với nó nữa thì chúng ta sẽ dùng lá mốc mật và rau răm các bạn nhặt rửa sạch đi cho mình nhé. Và bây giờ mình sẽ nhét vào bên trong bụng của nó rau răm và lá mốc mật, mỗi thứ một ít các bạn nhé, nhét vào trong bụng của cái con vịt trời này để cho nó thơm hết, nó hết cái mùi tanh của vịt nhé. Đấy, các bạn sẽ nhét vào hết bên trong này cho mình nhé. Đây ạ, mình nhét hết vào trong con vịt này, bụng một cái phần lá rồi các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi để hấp và mình sẽ cho nước ở dưới nhé. Lá mốc mật còn mình sẽ giảm ở dưới này. Đấy, cái phần cẳng là mốc mật mình sẽ cho dưới để cho lấy độ khổng sảnh ạ. Đây mình sẽ cho vịt vào. Bạn nào ăn cay ấy, thì chúng ta có thể cho một vài quả ớt, còn không có thì thôi nhé. Với vịt trời này thì các bạn sẽ hấp cho mình khoảng 30 phút nhé, là chín ạ. Xong hết rồi mà. Đặc sản thì nó chỉ xếp. Vịt trời bé thế, như chim bồ câu. Vịt thì như thế. Đã nói là vịt trời nó bay vậy. Căn bản mình vòng hoa. Chặt cái mỏ đi. Mình hết cái mùi tanh thì nó mốc mật thì nó không bị tanh nữa, nó thơm. Đây
3 đi. Còn đây là đĩa chim nha các bạn nha, chim nướng ạ, một mâm chim nướng. Đây là chim mà.